Ngày 5 tháng 5, liên quan tới sự cố lộ đề thi môn toán lớp 9 cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết sẽ tổ chức thi lần thứ hai cho học sinh vào sáng ngày 8 tháng 5. Kế hoạch thi lần 2 môn toán lớp 9 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo tới các trường, phòng giáo dục đào tạo trong địa bàn tỉnh. Về lý do phải thi lại, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh, trường ngoài công lập, trụ sở tại thành phố Dĩ An đã nhầm lịch thi dẫn đến đề thi bị lộ. Theo kế hoạch của sở, môn toán lớp 9 được thi vào ngày 26 tháng 4, tuy nhiên trước đó một ngày 25 tháng 4, trường Phan Chu Trinh đã tổ chức thi do nhầm lịch. Vì vậy, sau buổi thi ngày 26 tháng 4, giáo viên tại một số trường ghi nhận có hiện tượng từ trước buổi thi đã có việc học sinh hỏi nhau cách giải đối với một số câu hỏi có trong đề thi môn toán. Khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh thì xác định có sự cố thi trước xảy ra tại trường Phan Chu Trinh. Theo tìm hiểu của Tuổi trẻ Online, có khoảng 10.000 học sinh khối 9 trong toàn tỉnh Bình Dương, trong đó đa số sẽ phải thi lại môn toán, còn một số trường ngoài công lập do thi theo đề riêng nên sẽ không phải tổ chức thi lại lần 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết, trước mắt sẽ tập trung để tổ chức thi lần 2 môn toán cho các em học sinh chú đáo. Sở cũng sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể liên quan tới sự cố trên.